và một tác phẩm thơ ca trong đó. Có lẽ Xuân Diệu là một dấu ấn rất lớn đúng không ạ? Đúng với các bạn, nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắng thả, hành trình phía trước cuộc đời các bạn vẫn rất dài, nhưng 12 năm học của chúng ta đã dần khép lại. Hãy mong rằng những giây phút này các bạn sẽ trân trọng hơn, bởi vì thời gian không chờ đợi bất cứ ai trong chúng ta, không chờ đợi quy, không chờ đợi cũ, không chờ đợi bất kỳ ai. Nên chúng ta cùng nhau cố gắng, cùng nhau biết ơn. Xóa